Cô gái rất xinh đẹp bước ra từ cuộc thi thách thức danh hài. Một cô gái của Sĩ Thanh rất là bé nhỏ thôi, nhưng với cái duyên trời cho vẫn là một cái tên hot trong những chương trình lớn nhỏ khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô gái dễ thương. Thì tôi thì cũng phải bền vững với chị. Đấy, không được thì cũng tặng chị luôn. Chơi nhé. Móc. Trời ơi. Móc thì móc. Trời ơi, đúng là chả biết được là cái ông trời xa duyên cái kiểu gì mà nó từ Việt Nam mà nó sang tận bên Đức để nó lấy vợ. Em xin chào quan viên hai họ bốn bên. Lời đầu tiên thì em gửi lời trời chúc tới quan viên hai họ bốn bên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Hôm nay mọi người cứ bảo con mẹ này một bữa nó già đóng tinh hoa khế đi mà hôm nay nhìn nó trẻ thế. Nó già chả đều tí nào cả. Em bảo nhìn em vậy thôi chứ còn à hàng này thanh lý chả ai mua. Ở đây có anh nào hốt em không? Em thấy có một anh là đang nhìn em say đắm đó. Đấy, tóc được bạc phơ đấy. Nên người ta cứ thường nói là thân anh như gà trống hoa mơ vì ham đạp mái với bạc phơ mái đầu. Này em thì hôm qua thì đúng là hài kịch thì tối hôm qua là tung bành khoái lửa lên rồi đấy. Nhà chị Vân là coi như là tan nát cái giảm với em rồi. Bắt chung nào em chơi được hết. Nó ca kìa. Mẹ cha cái thằng em xin mắt dạy thật ạ. Nó đang nói nữa, em bảo là hôm nay em mà lên nó sẽ phá đám. Đấy, em bảo mày cứ phá đi. Tao mà đã chửi là tao chửi độc lắm. Đấy, người ta nói là lời chửi chẳng mất tiền mua. Lời mà chửi cho chừa mặt nhau. Đã chửi là chửi thật đau. Chửi mà không khéo còn lâu nó chửi. Đúng không bác bác? Mà chửi đúng không được chửi bừa. Chửi cả nhà nó không chửi một ai. Mày ấy à? Nó đang nghe rằng là nó cười đấy. Nó là hôm nay thì nói chung là thời gian thì cũng có hạn, các nghệ sĩ thì cũng rất là đông. Mà hôm qua thì có gì thì em cũng là làm hết rồi. Đó, thế thì hôm nay các nghệ sĩ là hát trèo này, rồi là hát máu lửa này. Thế bây giờ em chơi một đoạn tình cảm đi. Em xin tặng một ca khúc là Đừng Trách Em Tội Nghiệp. Đấy, rất là tình cảm thôi. MC này, nhà Công ơi, cho lên cho chị đi. Sẽ không bao giờ em phụ tình ai.
đấy, nó đang nghe đang nó cười đấy. Nhưng mà em chưa xuống đâu, em về hát ca tặng một câu tân cổ, hát chay. Em ca một câu tân cổ mà em được giải 100 triệu thách thức danh hài, em tặng mọi người nha. Thần ơi, mai mốt đây em lên chúng thần đón thi danh hài thử thách. Thì xin đừng quên cô gái vừa quay đắng đắng vò vâng, đó cũng là vinh dự của quê hương Thanh Hóa. Bởi vì lâu nay em cũng thấy là mọi người cứ kỳ thị người Thanh Hóa mình, nhưng thực chất ra thì ở đâu cũng có người xấu người tốt đúng không ạ? Nhưng mà Lê Thị Dần cũng đã đứng lên nói cho người Thanh Hóa chúng ta một phen thật là tuyệt vời. Bây giờ là em nhường lại sân khấu cho nghệ sĩ nhân dân Thu Hải. Bởi vì hôm nay em cũng định hát chèo để tặng, nhưng mà em không dám vượt mặt chị Thu Hải với lại các nghệ sĩ trẻ đây, nên em xin chúa. Các cảm ơn cả nhà.